Quan sát thân thể có thể khai trí huệ Mỗi một sợi lông tơ Ở trên thân thể Mỗi một tế bào Cùng với một cái thân này là một thể Cũng giống như cái vũ trụ này gì Chúng ta biết được Thọ mạng của tế bào không dài Các nhà khoa học nói với chúng ta Mỗi một chu kỳ Là 7 năm Tế bào ở trên thân của chúng ta Hết thảy đều thay đổi thành tế bào mới Sự thay cũ đổi mới Cái đạo lý này hiện nay Các vị đồng tu đều biết Đều có cái kiến thức này Thay cũ đổi mới Cái cũ Sẽ bị đào thải Để sanh ra cái mới Vì này cũng có vấn đề bảy năm thay đổi một lần cái cũ sẽ không còn nữa được thay thế bằng cái mới con người tại vì sao bị già đáng lý là mỗi một lần đổi mới là để lấy cái mới không thể bị già cũ chẳng có sai chút nào cái vấn đề này được nêu ra rất là hay sự thật là không già Tại vì sao lúc đó thay đổi Đều đổi lấy những thứ đã già cũ Không đổi thành những cái mới Toàn bộ đổi thành những thứ già cũ Hơn nữa lại đổi thành những thứ hư hỏng Điều này có gây go hay không Giống như chúng ta mua chiếc xe vậy Những linh kiện này của chúng ta Đến thời hạn thì phải thay đổi linh kiện Nhất định phải thay đổi cái mới Kết quả thì như thế nào Là đổi lấy cái cũ Hơn nữa đổi lấy cái hư hỏng Điều này thật là gây go Đây là sự ngu si đến cùng cực Sở dĩ bạn đổi lấy những thứ đã cũ Những thứ đã hỏng này là do ý niệm của bạn bị sai lầm nếu như bạn có giác chánh tịnh thì những thứ bạn đổi chắc chắn phải là những cái mới không phải là những cái cũ vậy là bạn sẽ sống lâu không già không phải là không có đạo lý đây là chân tướng sự thật Bạn có phiền não Bạn có sự lo âu Bạn có sự dướng bận Bạn có được mất Thì bạn sẽ không đổi được những thứ mới Bạn đi đổi thì người ta chỉ đổi cho bạn những thứ đã cũ Cho nên bạn rất dễ bị lão hóa Bạn có thể đem thị phi nhân ngã Tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Tất cả được mất lợi hại Âu lo Chướng ngại cả thấy đều buông bỏ vì thì những tế bào của bạn sẽ được chuyển hóa thành những cái mới Sẽ được khỏe mạnh nhất Cho dù ở bên ngoài có sự bệnh cảm truyền nhiễm nào đi nữa Cũng không ảnh hưởng đến bạn Dùng từ hiện nay để nói là Bạn đã có khả năng miễn dịch Bạn là tế bào mới Bạn sẽ không bị lây nhiễm Ở trong Phật Pháp có rất nhiều đạo lý bản thân mình nên học tập cho tốt phải tận dụng khai thác lời của chư phật đã nói là lời chân thật chân thật đến cực độ thuần nhất sự chân thật là không có hư vọng cho nên những người có phước Sau khi nghe rồi Ngay lúc đó liền ngộ Mà hoàn toàn tiếp nhận Có một chút mảy may Nghi ngờ Chúng ta chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành Lợi ích đạt được lầm của bản thân mình Lợi ích thù thắng hơn tất cả Tại vì sao chúng ta không chịu làm Cho nên kinh điển mới được gọi là vật báo Tất cả châu báo Thất bạo của thế gian đều là giả Chỉ có kinh điển là vật báo thật Nó không những có thể giúp hoàn cảnh hiện thực của chúng ta Cải thiện hoàn cảnh hiện thực của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta nâng cao linh tánh Đạt được cảnh giới cứu cánh viên mãn Cái bảo vật này bạn đi đến đâu mà tìm chứ Nếu như bạn không thực sự học Thì thật đáng tiếc Cho nên chúng tôi nhìn thấy Phật thường nói Phật không độ những người không có duyên Bạn xem ở bên ngoài cư sĩ lâm Những người đi qua đi lại trên đường Họ không biết đến nơi đây để nghe kinh vì sao vậy vì không có duyên lợi ích thù thắng như thế này họ không nghe được cho nên chúng ta có được thân người gặp được phật pháp có thể nghe được pháp thầm thâm vi diệu rất là khó nhất định phải trân quý nên nghe thật nhiều phần trước chưa nghe được chúng ta ở nơi đây mỗi lần giảng đều có lưu lại đĩa các đồng tu từ trung quốc xa xôi đến có thể ban đĩa về để nghe lại bộ kinh này đại khái giảng được phân nửa rồi tôi cũng không biết đã giảng bao nhiêu thời gian rồi dù sao cũng từ từ mà giảng chúng ta hiện nay không bị hạn chế về thời gian giảng rất là tường tận chúng ta sẽ hiểu được càng sâu sắc lợi ích đạt được càng thù thắng